Má nó, điên với anh em nhà TP thật thế chứ. Bây giờ phải làm sao đấy hả bố? Anh luôn mà biết mua vàng ở đây là anh luôn không tha cho chúng ta đâu bố ạ. Thằng người đường kia, bán cho tao một cái nem nướng. Anh không không, sao anh lại nói to với em vậy? Tao không phải là không ngày xưa nữa. Mày cầm cái mồm đi không tao tát cho đó. Em là người rừng đêm mà anh. Trước anh thương em lắm mà. Tao ý, bây giờ chỉ thương thằng em của tao thôi. Em cảm ơn anh. Tôi em buông anh ra. Em ăn gì thì cứ lấy đi. Em ăn hai cái chân gà nha. Anh lấy cái này. Rồi chúng ta về. Dạ. Anh nhau không? Chạy nhanh cho em. Chạy nhanh lên em. Mày là anh TP không có ở nhà. Em hớp sữa cho mát này. Em cảm ơn anh. Ngon quá anh à. Thôi chúng ta về. Người rừng ơi, anh về rồi. Ủa, tại sao em lại khóc như vậy? Anh ngáo không, lấy hết đồ ăn rồi anh à. Tức thật chứ. Không có anh ở nhà, cái thằng áo hồng láo toét như vậy. Để anh đi kiếm thằng áo hồng. Chắc là anh TP biết mình lấy đồ ăn của người rừng rồi. Mình phải vào bách bố mới được. Áo hồng ơi, ra anh hỏi cái coi. Bố ơi bố, hình như anh TP sang đây để tìm mũ vàng phải bố ạ. Ồ, con đừng cho anh TP vào nhà. Để bố cho mũ vàng chạy đi chỗ khác cái đã. Dạ dạ bố, con biết rồi. Con đi ra bứt cho bố hút rồi cho anh. Dạ bố. Anh sang đây có chuyện gì vậy? Có phải em đến quán lấy cướp đồ ăn của người rừng phải không? Em đi ra đây. Anh buông cái tay ra. Bố em mất ra thì anh không xong đâu. Em đừng có mà láo nha. Có chuyện gì vậy? Thằng nào dám đến đây xử đấy? Có chuyện gì đâu anh. Con của anh nó đến lấy cắp đồ chỗ quán nhà em. Nên bây giờ em mới đến hỏi tội nó mà anh. Mày có bằng chứng chứ không mà nói con của tao lấy cắp đồ ăn của mày. Em mau nói cho bố em nghe đi. Em lấy cắp cái gì ở quán nhà anh? Bố ơi, anh TP vô phòng con đấy. Bố mau trừng trị anh TP đi. À thằng này lão. Mày có mau mà về thì không? Tao đánh cho bây giờ. Ma, bố con nhà nó mạnh quá. Mình phải về mách lùm TP mới được. Bố ơi, từng này được chưa bố? Ồ, tiếng ai mà quen thế nhỉ? Bố đã bảo bứt cho đây cơ mà. Đi ra bứt tiếp. Chắc mình nghe nhầm rồi. Ồ, bố ơi, không xong rồi bố à. Anh TP có một người em trai mạnh lắm. Giờ làm sao đấy hả bố? Ồ, thế à? Nó mạnh cỡ nào con? Nó mạnh tới nỗi là môn đại cá của 500 đệ tử đời bố à. Ồ, vậy hả con? Để bố nghĩ cách xem nào. Bố nghĩ nhanh lên, không là bố con minh toán đấy. Trước tiên, bố phải cho thằng mũ vàng đi chỗ khác để anh TP không nhìn thấy cái đã. Đúng rồi bố, để con. Con nhẹ nhẹ tay với thằng mũ vàng thôi nhé. Người rừng ơi, anh về rồi. Bố con nhà áo hồng mảnh quá, anh không làm gì được em ạ. Anh... Anh lùn về chưa em? Chỉ có anh lùn mới trừng trị được bố con nhà áo hồng thôi. Anh lùn ở trong nhà anh ạ. Em với anh vào mách anh lùn trừng trị bố con nhà áo hồng. Lùn ơi, bố con nhà áo hồng bắt nạt anh. Bố con nhà thằng áo hồng là thằng nào? Dẫn em đi. Thôi để ngày mai đi em ạ. Đường nào em cũng xử lý được bố con nhà áo hồng. Để đó em. Em gọi cho đàn em của em xử lý nó, anh không cần phải lo đâu. Giờ này mày đang có năm đấy à? Đã cho gà ăn nhanh. Đây, cầm nguội đây. Đã cho gà ăn đi. Dạ anh. Lùn ơi, trời sáng rồi. Em tập hợp đủ 500 anh em đi giải quyết bố con nhà áo hồng chưa vậy? Anh lo gì? Bố con nhà áo hồng á, gặp em là sợ sánh mặt rồi. Vậy anh em mình đi xử lý bố con nhà áo hồng luôn đi em. Kiểu này thì bố con nhà nó xong đời rồi. Đây rồi em, nhà bố con nhà áo hồng đây này. Bố con nhà áo hồng đâu? Ra mà cười cho tao. Bố con nhà mày núp đó hết rồi. Ra mà cười cho tao. Bố con nhà mày mau ra mở cửa nhanh. Hôm qua hổ báo lắm mà. Không xong rồi bố ơi. Anh em nhà TP đến đây rồi. Chúng ta phải làm sao đây hả bố? Có phải trốn không bố? Thôi, để bố con mình ra xin lỗi anh em bọn nó.
Chắc anh em bọn nó không làm gì mình đâu. Bọn mày đâu rồi? Ra đây! Áo Hồng ơi! Ra đây! Anh hỏi coi! Bọn này lì cái mặt không chịu rút ra đây à? Để em đạp cửa vào tính sổ vào nó. Bọn mày đâu rồi? Đi ra đây! Ồ, anh Tiếp Bí, anh Luôn. Hai anh sang đây có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà anh em nóng tính vậy? Hai bố con nhà mày không phải giả này! Thằng này! Mày đi ra đây! Mày chính là người cướp đồ ăn của người đường phải không? Anh, có gì bình tĩnh. Em nó còn nhỏ, anh tha cho nó đi. Hôm qua bố con nhà mày hổ báo lắm mà. Hôm qua bố con nhà mày dám láo với anh tao à? Bố con em không biết anh ạ. Có gì? Anh tha lỗi cho bố con em bồi thường cho anh ạ. Lần này, tao tạm tha cho bố con nhà mày. Tao chưa tập hợp 500 anh em đâu đấy. Đi về anh. Bố con nhà mày liệu cái hồn đó.